Đang Vi xin chào bạn. Hôm nay Hải Đăng Vi xin giới thiệu các bạn cần ba khúc dựng. Hải Đăng đang dựng giờ. Hôm nay Hải Đăng vừa quay giới thiệu sản phẩm cần ba khúc dựng của Hải Đăng dựng đây các bạn. Và cũng quay hướng dẫn các bạn cách vào khoen luôn. Cần này cần power king do hãng phôi của hãng Asino liên doanh với Shimano sản xuất các bạn nhé. Đấy, sản xuất theo công nghệ của Shimano. Đây là những cái đốt Hải Đăng đã vào xong chỉ. Đây là xong chỉ, bắt đầu chuẩn bị vào keo. Keo thì hôm nào Hải Đăng sẽ làm một video riêng. Đây, video khá dẻo, dài. Đây, Hải Đăng chia làm hai video để các bạn tiện theo dõi. Đây là cái phần khoen Fuji. Đây, khoen Hải Đăng đang chuẩn bị vào chỉ đây. Hải Đăng sẽ vào còn một phần khoen này thôi. Đấy, khoen vào bát rất là ok. Đây, phôi của nó đây bạn. Phôi đôi đốt thứ hai. Đấy, đốt thứ hai. Một chai bạn nhé. Cần độ cứng BX Power King của hãng Asino 4m25x2, có mã vạch, mã số của sản phẩm của hãng Asino và cảnh báo dưới không nên câu dưới đường điện. Dòng Asino này thì các bác câu cá tra trong miền Nam thì biết rất rõ về sản phẩm này. Còn miền Bắc thì câu lục thì chưa biết về chưa chưa biết mấy về dòng sản phẩm cần dòng hãng Asino. Đang chuẩn bị vừa rồi Hải Đăng phải điều chỉnh lại góc quay để tiện quay các bạn, và Hải Đăng làm không bị vướng tay. Mình dịch lên một chút. Hải Đăng sẽ hướng dẫn làm chân mắt này trước. Đấy, các bạn có chơi tiếp mà có hai loại phối, hai loại màu vàng đen như cái mấy cái bát trước thôi các bạn. Hải Đăng sẽ lấy chỉ kim tuyến, các bạn đợi chút, đang chuẩn bị đồ rồi quay nền trắng kia thì các bạn nhìn nó rõ hơn về những cái cái vết đường chỉ và những đường khoen. Vì đây đang thường làm này là nền bàn gỗ, làm nền này chuẩn bị trước tiên các bạn cắt một đoạn chỉ để thì nếu các bạn rút cái chỉ trang trí hay gọi chỉ kim tuyến và các bạn đặt chỉ kim tuyến luôn. Rồi, hai cái cố định khoảng cách xa nhau ra một chút các bạn, đừng gần nhau quá. Đấy, xoay hẳn một vòng đi. Đấy, rồi dính chặt lại được rồi. Tiếp đến các bạn dùng chỉ quấn chân máy, chân khoen cảm ứng chừng
chừng bằng tầm quen trước hoặc là ngắn hơn gen trước tầm khoảng mấy ly thôi, không cần bằng mà cũng bạn làm nhiều thành quen thôi, mình đây ướm chừng thôi. Bạn nào kỹ lo chuẩn nữa thì các bạn dùng thước cặp, đây là đang cũng chuẩn bị sẵn thước cặp cho các bạn. Đấy, các bạn nhưng mà thường thường là cái đầu tiên thì không phải cặp đâu bạn, các bạn chỉ cần quay ướm chừng, xong rồi các bạn sang cái chân này thì các bạn không không phải cặp này, sang chân thứ hai các bạn lấy dùng cái đến thước cặp, các bạn đo cho chuẩn, tương xứng cân đối. Các bạn làm chưa quen nó còn làm quen thì các bạn cũng ứng chừng được mà. Rồi các bạn tháo ra, tháo dính giấy ra đấy. Rồi, cắt cái chỉ thừa này đi cho nó đỡ vướng này, nhìn nó đỡ rối mắt đấy. Đừng cắt vào chỉ kim tuyến mất thời gian. Rồi đã xong rồi, quấn ước chừng cái bản rộng quá rồi, rộng rồi, rộng rồi. Tiếp đến các bạn là phối chỉ kim tuyến xen kẽ với chỉ đen, đơn giản, bước này đơn giản không, nếu các bạn thật chỉ ngang rồi thì không có gì là khó khăn cả. Đang vướng cái máy quay nên là làm hơi chậm một chút, mà cũng làm chậm để các bạn theo dõi, tiện theo dõi. Đây, các bạn cứ thế xoay thôi, giữ căng trên đường chỉ này ra, tí nó sẽ chèn qua. Đấy, các bạn nhìn đấy, đang sẽ bắt nét vào, các bạn nhìn nó rõ này. Đấy, bắt nét ạ. Rồi, sáng rồi. Nhìn thấy đây là đang cuốn 5 vòng. Vì các bạn thấy nhiều các bạn còn thêm, con này đang còn có 5 vòng thôi. Đây mới được 4 vòng, còn vòng nữa. 5 vòng. Rồi. Các bạn vắt chỉ thì kim tuyến sang này, đấy, vắt chỉ kim tuyến sang một tí. Lăn đi một tí để đây chỉ. Rồi, các bạn vắt lại. Vắt lại một chút, lại đè tiếp. Đè được 2 vòng, chỉ thì các bạn hơi kéo sang một tí. Đấy, dịch thẳng sang thì nó không bị tuột chỉ. Đấy. Rồi. Đẹp rồi. Rồi các bạn là cắt bỏ phần chỉ thừa. Kéo cắt bỏ chỉ thừa đi. Rồi, vừa mới quay mất thời gian, bình thường Hải Đăng đã sẽ làm xong rồi. Đây hơi dài bạn vắt luôn đi, rồi quên không vắt, các bạn vắt lại cũng được không sao, để dài quá bạn rút nó khó. Rồi các bạn vắt cái này lên để tí các bạn rút chỉ kim tuyến vắt lên, đừng để nó đè chỉ nhiều quá. Đó, đang quên vắt lên vậy thì các bạn quấn tiếp. Rồi tí mình chỉ xong. Đây, rồi các bạn bỏ ra. Chỉ bắt đầu mớm lên chân quen. Bắt đầu các bạn nó sâu sâu ở trong này, các bạn ấy tháo băng dính không nó tụt. Đấy. Đang lực căng còn chỉ nên là các bạn tháo từ từ đây. Tháo tạm 1-2 vòng lại, đừng tháo hẳn ra, các bạn cuốn chỉ vào đến đoạn nó vướng thì chắc
chắc chắn là nó mất thời gian làm một lần được luôn. Rồi, tháo ra. Các bạn tháo ra thì đồng thời các bạn là đặt luôn chỉ để các bạn rút dấu đầu. Các bạn đưa tay vào dắt luôn, này, bạn dắt luôn. Đấy, dắt vào cái luôn. Vì chỉ này đang có độ căng, bạn dắt vào được luôn, nó bị tuột. Đấy, dắt bị tuột. Bạn quay. Nhanh thôi bạn. Đấy, đang làm này nó hơi vướng tay một chút đấy. Đã xong. Rồi các bạn giữ tay này. Lấy chỉ dài một chút. Cắt. Là xỏ bằng cái dây vừa đặt để rút chỉ đấy, rút dấu đầu, giữ này. Bạn đừng rút hẳn nhé. Lấy bấm tay bạn cắt vừa phải, bằng cái đoạn này vừa phải, ngắn hơn đoạn này một nửa, ngắn hơn từ mép này đến mép này, mép đặt chỉ, đấy, bạn cắt vừa phải. Thì các bạn dấu đầu. À. À, rút chỉ thì nó không bị lòi ra, không bị thừa ra. Đấy, không thừa ra, không thừa đầu ra. Rất đẹp. Đó. Tiếp đến các bạn là quấn chỉ kim tuyến vòng ngoài. Hải đang dùng tầm quấn đoạn này tầm 3 vòng vòng ngoài. Đấy. Rồi các bạn rút luôn qua chỉ đặt là để rút dấu đầu. À, vẫn giữ tay là rút chỉ. Đấy, nó vào một chút rồi thì các bạn dùng bấm tay bạn cắt đi. Đấy, cắt vừa phải. Đấy, dấu hoàn đầu rồi các bạn. Được. Dùng thanh tô vít các bạn là gì cho nó đều chỉ ra, nó dàn gọi là dàn nó đều chỉ ra. Đấy. Đấy, xong đơn giản đẹp gọn. Các bạn hưởng thành quả đấy, các bạn quấn không mất thời gian theo không bỏ công các bạn theo dõi video của đăng đấy, rất đẹp. Các bạn có thể tự dựng cho mình một cái cần hợp lý đấy. Quen Fuji cái này có bác đặt rồi đang đang dựng đấy, vừa rồi đang vệ sinh hướng dẫn các bạn cách quấn chỉ quen cần dựng. Và cũng tiện giới thiệu các bạn cần vào khúc spin power và spin king. Đây cái này power king chứ không phải spin king vậy. Power king của hãng Asino sản xuất. Hải đang Fishing chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang Fishing.